Chỉ trong vòng 3 tháng đã xảy ra hơn chục vụ quấy rối, hãm hiếp và cướp của. Tại sao chúng tôi không được nghe báo cáo tình hình từ phía các anh mà lại từ cơ quan báo chí? Dạ, anh cũng biết đó. Khu này toàn dân các tỉnh dạt tới, chúng có biết ngán ai đâu. Chúng còn không biết ngán ai, mà những người đeo loan thực thi pháp luật là phải ngán chúng. Thú thật với anh, nếu chỉ nguy hiểm cho bản thân thì anh em đâu có xá. Nhưng chúng tôi là dân địa phương, vợ con họ hàng lanh quanh ở đây hết. Lỡ có bề gì? Hèn gì tội phạm dám lộng hành tới mức đó. Tôi không thể không báo cáo lên cấp trên những điều này. Thôi mà anh, là bởi tôi nghĩ vậy chứ không biết các anh em khác ý ra sao. Thắng lại. Dạ, ai anh? Cái thằng mặc áo phanh ngực khệnh khạng vừa đi qua đó. Dạ, hình như không phải cai đầu dài, vậy là công nhân. Em cũng không biết chính xác nữa. Trời. Bài học đầu tiên cho chú, đừng bao giờ nói ra bất cứ điều gì không chính xác. Vô. Quán đâu rồi? Vô ghế coi. Có cái gì ngon đem ra hết. Uống miếng nước cho hạ quả coi. Cái gì được không? Ê, đóng miếng nước đây. Dạ, xin mời các anh dùng mà. Đại ca ăn gì? Lẹ đi tốm sụ ơi. Mày ngửi gì vậy? Mày lẹ đi, mày ngửi cái gì đem ra. Dạ, cục. Đại ca ăn đợi mày. Mày đứng ngó gì mày? Đưa đây. Con à. Lẹ lẹ đi, lẹ đi. Chập quá. Cơm đâu? Từ Từ cái gì đói quá. Xé con gà này ra trước đi. Mẹ lên. Rồi anh. Vô đi, vô đi. À, để đây. Để xuống. À, để cơm đi. Nè, có cơm lẹ đi. Cơm. Cậu biết rồi. Rồi, vô. Đại ca đùi gà, đại ca. Dạ. Đại ca ăn trước. Tha đây, đùi gà. Rồi vô. Ừ. Ừ, đùi mày. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Tụi này có trời bằng dung, hầu cho tụi nó ăn cũng không xong. Tức thiệt, không ai dám dạy cho bọn chúng một bài học sao? Đừng có đụng đến tụi nó. Chú em còn ngựa non háo đá lắm. Muốn làm ăn ở đây ngày nào thì chớ dại gây với tụi hầm đất. Danh tiếng chúng đẩy lừng vậy hả? Uống đi ăn hoài. Uống đi. Ngon, uống lụi mày. Ngon quá. Dạ, các anh cho xin tiền cơm ạ. Dạ, các anh thương cho. Thời buổi buôn bán khó khăn, mật ít ruồng nhiều. Mày với mặt cái tao hả? Mày nói ai là mật? Dạ. Hay là rồi. Dạ. Mày với mày ơi. Thôi, tôi xin các ông mà. Lệ các ông mà. Tha cho ông khỏe mạnh. Mới có người may hầu cơm không chứ. Có lý. Mày móc đâu ra con vợ mày ăn nói chuyện chí lý quá vậy hả? Nhưng tao rất tiếc, cá già bể lứa. Nếu không á, tao quất hết, mang về làm mồi nhậu luôn. Đi tụi mày. Đây đây. Mọi người chở tao đi.
Sao anh về trễ vậy? Ở đây đường ham chạy xe khuya quá, không an toàn đâu. Biết là liều, nhưng vì miếng cơm nên đành phải vậy. Mà hình như lúc trước an ninh ở đây cũng đâu đến nổi. Thì từ dạo mấy thằng nhập lại thành băng hàm đất đó, từng đứa riêng nè đã đủ ớn lắm rồi, huống chi nhiều thằng ác ôn cộng lại. Có phải chính băng đó cướp của hãm hiếp cái gì cũng dám chơi không? Đúng rồi đó, nhưng mà so với đại ca của tụi nó thì chưa có nhầm nhọ gì. Hắn mới là giang hồ chính hiệu, vào tù ra tội, giết người như chơi, không sợ ai hết á. Trên tụi nó còn một thằng đại ca nữa sao? Chứ không phải thằng mặt rỗ hả? Không, đã bảo không nhầm nhò gì hết. Ông anh mới đến còn ngơ ngác lắm. Nhưng thôi, ngủ cái đã. Ba cái vụ đó cứ từ từ mà thưởng thức. Anh hai đi đâu em chở? Mày đến mới hả? Sao nhìn mặt mày lá quắc vậy? Dạ, đại ca đi xe ủng hộ em nha. Ok, đi đi. Em là dân nhập cư, lỡ kết con nhỏ bên giày da xuất khẩu nên đành theo vô đây. Hai vợ chồng rau cháo ba ngày mà đại ca. Mà đại ca cai quản khu hầm mỏ này phải không? Em nhìn tướng mạo của đại ca, quan phong lẫm liệt, nhìn là biết liền hả? Dạo này sẽ ôm ế ẩm lắm, không khéo em phải tính nước, xin đại ca vô làm giúp cơm. Ok, khi nào mày đói á, mày tìm tới tao. Dạ. Tao không phải đại ca để kiếm hết á, nhưng mà tao có cái này nè. Đối với tao á, chuyện gì cũng nhỏ hết á. Chạy thẳng. Dạ. Ê, dừng lại. Đại ca dừng ở đây hả? Lâu hay mau để em đợi. Mày khỏi đợi luôn. Đi trước đi. Đi đi mày. Có hàng mới. Xịn nha. Ông mà ăn chặn tôi như những lần trước á thì coi chừng ông mất tôi cái chỗ làm ăn đó. Ok. Biết điều á. Anh em đang đợi mày về nè. Đập phá tiếp hả? Ok. Nè, hôm nay anh em cứ chơi xả láng nha. Tao chấp hết. Đi mày đại ca quá. Vô, vô. Cầm ly lên. Vô em. Uống cạn nha, uống cạn nha. Vô. Ê, mày còn chưa. Chủ quán. Lấy một cái bia nữa đi. Mọi đi.
Một vụ kiểu gì mà ngồi lì ở đó vậy? Mày có tin tao quýnh cái cùi chỏ bẻ răng mày không? Răng thẳng gì bỏ đi. Bỏ đi. Bè đi, bè đi, bè ra đi. Uống đi, uống đi. Vô nè. Vô. Anh Ly nha. Vô. Dạ, thưa đây. Ê, tao kêu một kết bia. Mày đem có vài chai là sao mày? Dạ. Các anh thông cảm. Hôm nay chỉ còn có chừng này à. Các anh uống tạm nha. Gì? Muốn gì mày? Rồi, rồi đi. Vô đi. Vô tiếp đi. Đi đi đi. Đừng nữa quá. Uống đi. Hết á. Mày đưa cái đầu mày ra đây. Dạ, bữa nay hết thiệt mà. Còn không đi lấy à? Thôi thôi thôi, các anh bớt nóng. Các anh cuốn trước đi à. Tụi em lấy bia về liền mà. Có vậy tới giờ mới nói. Đồ ngu. Chính xác. Rồi, vô. Đúng rồi. Vô đi. Từ. Nè, cơm không ăn á thì gạo vẫn còn đó. Cứ chiều thượng đế vu tới bến đi. Nọ là bữa nay tao thanh toán hết. Dạ. Quá ta. Dạ. Đi không? Vô nha. Thôi, tụi bay lẹ lên. Còn ăn cơm gì cho đại ca nữa. Làm cứ làm, người chơi cứ chơi, cuối tháng lương lãnh đều đều.